cái vòng huyết long này có làm bằng gỗ thật không anh? Ôi em ơi, đấy là thị trường người ta làm gỗ tào lao thôi, còn nhà anh làm 100% gỗ huyết long, và nếu sai anh đền gấp 3 lần tiền và em không cần phải thanh toán. Đây chính là cây gỗ huyết long được bỏ hết phần rát và làm chỉ có phần màu đỏ bên trong là phần lõi. Hàng gỗ đẹp lục lạc thì mới được cho vào tiện mài giấy giáp, đục lỗ và sâu vòng. Sau đó chúng ta sẽ được một cái vòng thẩm mỹ rất là cao và sang trọng khi đeo, và đặc biệt là mang lại tài lộc, hương thơm ngọt ngào khi sử dụng sản phẩm. Ngoài vòng huyết long, cơ sở còn rất nhiều các sản phẩm chất gỗ khác cho mọi người lựa chọn: vòng tử đàn, vòng tuyết hoàng đàn, vòng gỗ sưa tím, vòng gỗ môn sừng và vòng gỗ chắc, và rất nhiều loại gỗ khác cho anh em có thể lựa chọn. Bạn bị dị ứng nước hoa hoặc đang tìm một mùi hương tự nhiên dễ chịu thì hãy lựa chọn vòng tuyết hoàng đàn, được mệnh danh là vua của các loại gỗ thơm. Màu vàng phú quý kết hợp với những ánh tuyết lấp lánh như những hạt kim cương cực kỳ bắt mắt. Đây chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn và mọi người xung quanh. Mùi hương đặc biệt mang lại sự tự tin, cuốn hút cho chủ nhân, toát lên sự đẳng cấp, sang trọng. Không có bất kỳ lọ nước hoa nào đắt tiền có thể so sánh được. Vòng tay gỗ sưa tím được biết đến là một trong những liều thuốc hữu hiệu giúp chúng ta xả stress mỗi ngày tốt nhất, tốt cho khí huyết, cải thiện rõ rệt một số vấn đề như cảm giác mất ngủ, mất an toàn không còn nữa, giúp mọi người kéo dài được tuổi thọ. Vòng tay gỗ sưa tím bên mình sẽ giúp cho chúng ta xua tan đi được chướng khí và năng lượng xấu tích tụ khi tức giận, hạn chế được các loại bệnh tật. Ngoài ra, gỗ sưa có thể giúp xua đuổi được côn trùng. Vòng tay gỗ mua sừng tốt cho khí huyết, cải thiện rõ rệt một số vấn đề như cảm giác mất ngủ, bất an, nên sở hữu cho mình vòng mua sừng. Từ lâu, tiểu điệp tử đàn đã được biết đến là một trong 5 loại gỗ chính được sử dụng trong nhà Phật. Vòng tay gỗ tử đàn vượng khí này giúp chúng ta đem lại may mắn, giúp gia chủ phát tài, phát lộc và còn có thể trừ tà, chấn điểm tốt, nhất là với những người hay bị bóng đè, trẻ nhỏ ngủ hay giật mình hay khóc đêm. Đặc biệt nếu như chúng ta đeo vòng tay gỗ tử đàn và niệm Phật thì ý nghĩa từ gỗ tử đàn trong phong thủy lại càng phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn, nhờ tích tụ được linh khí lớn. Chính vì thế nên bạn đeo vòng tay tử đàn phong thủy này để gia đình luôn luôn hạnh phúc, ấm no, bình an trong công việc làm ăn thuận lợi và phát đạt. Đây là những loại vòng phong thủy mang lại vượng khí thần kỳ, may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Chắc anh em sẽ đặt câu hỏi là tất cả có đúng sản phẩm, đúng quảng cáo và đúng chất gỗ không? Sở cam kết nếu không đúng chất gỗ hoàn tiền 100%, thậm chí là cơ sở sẽ đền gấp 3 lần tiền nếu các bác để ý sản phẩm mà nó không đúng chất gỗ. Các bác chỉ cần kéo xuống để chọn cho mình một loại vòng tay gỗ ưng ý. Nếu các bác cảm thấy không phù hợp thì cơ sở có thể nhận lại và hoàn tiền 100%. Tất cả các sản phẩm đều được cam kết nếu sai sẽ đền gấp 3 lần tiền, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Hãy để lại thông tin và số điện thoại để cơ sở có thể tư vấn trực tiếp.